những quả dâu tây chín mọng đang chờ thu hoạch, ít ai nghĩ rằng nó có giá từ 500.000 đồng trên 1 kg. Giá thành cao, nhưng bù lại loại dâu này để đảm bảo về độ sạch, có vị ngon, ngọt và hương thơm mạnh. Toàn bộ quy trình sản xuất dâu tây tại vườn được áp dụng theo công nghệ Nhật Bản để đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với các trái dâu tây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Trong nhà kính, cây dâu được trồng trên các giá thể đất vi sinh, sơ dừa đã được khử trùng, cách cao mặt đất khoảng 50 cm, hạn chế tối đa các loại sâu bệnh. Ngoài ra, hệ thống nước tưới dâu không đơn giản chỉ là nước sạch mà lại còn phải biết điều chỉnh hàm lượng các chất trong nước để cho phù hợp với các loại cây. Đại diện vườn dâu cho biết, loại dâu này không có bệnh trong suốt vòng đời nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Ở đây, dâu được chăm sóc nghiêm ngặt, trong vườn được trang bị các máy đo nhiệt độ nhằm kịp thời điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với các cây dâu tây. Khi nhiệt độ vượt quá tiêu chuẩn cho phép, lưới đen bên trên sẽ được kéo lại, cản bớt ánh sáng mặt trời. Đồng thời, hệ thống làm mát cho dâu sẽ hoạt động. Ngoài ra, để tăng tỷ lệ đậu trái, trong vườn dâu còn được nuôi ong để lấy mật thụ phấn cho dâu. Đang để tự nhiên vậy đúng không anh? Em cứ tự